Sáng 10 tháng 7, bàn luận với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thông tin Quái Châu, Hưng Yên, xác nhận bên trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận thông báo, công an thị trấn đã có mặt thực hiện bảo đảm hiện trường, đồng thời báo cáo công an huyện, tỉnh để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Cơ quan chức năng cũng đặt nhiều nghi hoặc trong vụ án này có luận điểm mâu thuẫn về tình cảm, tuy nhiên, cần điều tra chi tiết, ông Tuấn nói. Về thông báo liên quan đến hung thủ gây ra vụ án, theo ông Tuấn, hiện cơ quan chức năng đang đặt nghi hoặc về một nam giới trẻ trú tại xã khác đã gây ra vụ việc.